Đại diện các nước chiếm hơn một nửa nền kinh tế thế giới vừa đề ra các bước đi cụ thể nhằm đẩy nhanh việc giảm khí thải trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Đây là kế hoạch được công bố trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, đang diễn ra tại thành phố Sam El Sheikh, Ai Cập. Tại hội nghị, các nước nói trên, trong đó có Đức, Nhật Bản và Canada, ủng hộ kế hoạch gồm 25 hành động ưu tiên dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị COP28 vào năm tới thông qua việc nhất trí một loạt biện pháp giảm khí thải. Những nước này hy vọng có thể phát đi tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách để thúc đẩy các nhà đầu tư và doanh nghiệp hành động. Liên Hợp Quốc cho rằng, cần có sự hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C vào giữa thế kỷ này, theo hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các nước cũng cần nỗ lực giảm chi phí kiểm soát khí thải trong các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, sản xuất thép và hydro hướng tới mục tiêu nói trên theo liên hợp quốc đây là một kế hoạch bao trùm nhằm loại bỏ carbon trong các ngành có lượng khí thải cao và giúp các nước đang phát triển nắm bắt cơ hội tăng trưởng kinh tế carbon thấp đi cùng với thích ứng biến đổi khí hậu